chết rồi. Tự nhiên bây giờ vậy rồi tính sao? Chuyện này giải quyết sao đây trời ơi? Út lên. Út lên. Lên. Dạ anh Tư. Cái gì? Dạ chú Tư. Trời ơi, hôm nay kêu tôi tới bằng anh luôn hả? Dạ tại con. Thôi chú Tư ngồi đi. Thôi. Chú Tư muốn uống gì chú Tư tự lấy nước uống luôn đi nha. Làm gì mà mày thất thần vậy, nói tao nghe coi. Con đang rối lắm chú Tư ơi. Rối gì mà rối thì nói cho chú Tư nghe coi chuyện gì mà rối. Má con á. Má con. Má con bị vô. Má con sao? Trời ơi. Trời ơi, tao mới gặp bà hôm qua đây mà. Bà còn mời tao ăn trứng cút mà. Chú Tư làm gì mà chú Tư khóc hơn con luôn vậy? Thì má mày chết tao buồn quá. Cái gì? Con nói má con chết hồi nào đâu? Vậy sao mày khóc? Chuyện hả? Má con bây giờ á làm giấy tờ cho con với má con đi Mỹ rồi. Nhỏ thì làm tao hết hồn. Đi Mỹ? Cái gì? Bà đi Mỹ? Ủa vậy sao bà không nói tao tiếng nào hết trơn vậy? Đó, bởi vậy con nói rồi. Yêu thương kiểu gì mà má con đi Mỹ cũng không biết nữa. Rồi mắc mớ gì mà mày buồn? Tại chú Tư không hiểu. Con có bạn trai rồi, không có muốn đi. Cái gì? Mặt mày mà cũng có bạn trai nữa hả? Trời, mà con cũng được chứ bộ. Trời, mà bạn trai mày là ai? Anh Tài á. Tài đầu hẻm á hả? Anh Tài bờ mặt giọt nước á. Mặt giọt nước là mặt sao? Là thấy mặt chảy chảy nè, chảy chảy hai bên á. Cưng á. Trời ơi, cái cơ cấu mặt gì mà kỳ vậy con? Ủa chú tôi không biết hả? Mặt vi lai của người ta như vậy nè. Còn mặt giọt nước nó như vậy. Trời ơi, kỳ luôn đó con. Trời ơi, thiệt vậy mà mày cũng yêu tưởng hay thiệt á. Thôi. Bây giờ chú Tư nói con nghe, bây giờ con cũng không muốn xa người yêu của con đúng không? Tao cũng muốn xa má mày. Thôi giờ tao có cách gì nè. Đây, để tao nói cho nghe. Nhớ. Cái gì? Mày làm gì mày la lớn như vậy? Không, mấy con nói chú Tư nói gì con không nghe. Con nhỏ thì vô duyên rồi đó. Tập trung nha không? Có bầu. Trời ơi chú Tư ơi, không có được rồi chú Tư ơi. Con một gái mới lớn mà chú Tư kêu con có bầu sao được. Con đâu có biết cái gì đâu. Tự nhiên bây giờ kêu con có bầu sao? Lành. Mày tên Lành mà cái miệng mày không có lành gì hết trơn á. Mày la vậy công an nó vô nó hút cái còng đầu tao làm sao? Con nhỏ này chưa nói hết nữa. Ý chú Tư nói con á là giả bộ có bầu thôi, hiểu không? Giả bộ? Ừ. Không có được chú Tư, con chưa bao giờ có bầu hết, làm sao mà con biết được giả bộ? Dễ lắm mày ơi, tao có bầu rồi tao biết. Gì? Ý chú Tư là chú Tư thấy người ta có bầu rồi chú Tư biết. Đó, bây giờ nè, dễ lắm. Bây giờ con chỉ cần là đầu tiên là con thèm chua không? Thèm cốc, xoài, ỏi này kia. Đó. Thèm chua? Ừ. Thèm chua thì con thèm được, con thích ăn mấy cái đó lắm. Phải không? Vậy coi như bỏ qua cái đó đi. Dạ. Bây giờ mình phải hành động. Không, mình phải làm giống như những người có bầu. Đây bây giờ con ngồi xuống làm theo chú Tư. Chú Tư làm sao là y chang vậy nha. Có bầu là phải lết lết vậy hả? Ừ, ngồi xuống. Đưa hai chân dài ra. Rồi, giờ làm theo chú Tư. Lết một cái, ói một cái nha. Làm theo chú 2, 3. Lết một cái, ói. Lết một cái, ói. Lết, ói. Nhỏ này đi bằng cách nào mà qua lẹ vậy? Anh Tư, cơn bão nào mà thổi anh qua nhà tôi sớm nhờ anh Tư? Hường mới đâu về hả Hường? Anh Tư à, mình cũng lớn cái tuổi rồi. Mình xưng hô làm sao cho nó phải phép. Với lại bọn nhỏ nó cười vô đầu, anh hiểu không anh Tư? Vậy chứ gọi Hường là... Anh Tư à, anh hãy quên cái tên nó đi anh Tư à. Hãy quên nó đi như một dòng sông. Mộng. Con này em thấy không có được rồi đó. Từ ngày mua vàng cao kê nó hát từ sáng tới tối. Hôm qua nó hát tới 3 giờ sáng. Không cho ai nghỉ ngơi gì luôn. Con thôi, này thiệt luôn.
Hường bỏ qua cho nó đi. Tôi nói Hường nghe nè. Nghe nói là Hường đi Mỹ phải không Hường? Ủa ai đồn? Thì tôi nghe người ta nói là Hường đi Mỹ. Tôi nhớ tới đâu nói ai nghe đâu ta. Con không có nói đâu nha má. Con lành nhà tôi miệng lành lắm. Hường, tôi nói cho Hường nghe nè. Ở đây mình có hàng xóm láng giềng, bà con thân thích, lại có chùa chiền cho mình đi cúng vái. Đó, bây giờ đi Hường qua bên đó đâu có ai đâu Hường. Tôi ở bên đây cũng có ai quan tâm tôi đâu anh ơi. Hường nói vậy sao được, cũng có người quan tâm Hường đó chứ. Với lại tôi đi qua bển là tôi tính cho con lành, suy nghĩ cho con lành thôi à, tốt cho con lành. Qua bển cho nó ăn học bên bển, xong nó định cư bển. Còn tôi thì tôi đi lấy chồng. Ủa vậy là lo cho Hường hay lo cho nó? Lo cho nó chứ cho tôi luôn. Trời ơi, mà tôi nói Hường nghe, ở đây mình có hàng xóm láng giềng, lỡ như có chuyện gì người ta còn chạy qua anh ta cúng điếu. Gì anh Tương? Anh muốn tôi chết lắm hả anh Tương? Ý tôi là có gì người ta qua, người ta lo lắng, người ta chăm sóc cho Hường. Chứ Hường qua bển, tôi nói Hường nghe, ở bển thấy vậy chứ không yên bình như nước mình đâu. Chứ nè, sao? Nhiều khi sáng sáng nha, nó đem món quà lại nó tặng cho Hường. Nó đem quà quá hả? Ừ, đó sáng sáng cái nó gõ cửa. Đó, nó đặt cái món quà trước cửa. Đó, cái Hường chạy ra, mở cửa ra, thấy món quà, cầm món quà lên. Nặng không? Nặng không? Nặng nặng anh. Sau đó mở món quà ra, mặt hớn hở đưa vô. Ngạc nhiên chưa? Từ gì vậy Hường? Anh lụm gì vậy? Lụm mỡ. Mỡ gì? Mỡ của Hường á. Vô duyên. Tự nhiên nói văn mỡ tà lum tà lè nghe ghê luôn. Trời ơi Hường ơi, nhiều khi á nó văn Hường còn đi xa hơn nữa kìa. Trời, nó xa cái nào anh Tư? Xa lắm Hường. Xa hơn cả Mỹ nữa Hường. Ồ. Nó xa mà tôi nói á. Em thấy nó xa thiệt rồi kìa. Ý à. Anh Tư ơi. Sao Hường? Em thấy sao bằng rồi kìa. Mình cầu nguyện đi Hường. Dạ. Lành à. Anh Tư kêu trước đi. Thôi Hường kêu trước đi. Thôi. Dạ. Thôi nó ra tới rồi khỏi kêu anh à, má con đi mệt rồi, lấy nước cho má con uống đi. Mày rót nước cho chú Tư uống đi. Thôi lấy nước cho má con uống đi. Thôi lấy nước cho chú Tư uống đi. Lấy má, nước cho má mày uống kìa. Thôi lấy nước cho chú Tư uống đi. Thôi hai người khỏi uống luôn đi. Trời nhỏ này nó có duyên đi trang má nó vậy trời. Anh nói gì vậy anh Tư? À không, ý là tôi khen nó duyên dáng. À ừ. Con à. Gì vậy? Chú Tư bị đau mắt hả? Ôi quá. Lành. Má. Con đừng nói với má là. Thôi. Má biết rồi. Mày đi vô đây. Mày đi vô đây. Mày thương quá rồi. Mày đi vô đây má biểu. Má. Hôm qua mày đi ăn phá lấu mày trúng thực đúng không? Mày vô đây. Má cạo gió cho mày. Hương. Chú Tư yên tâm đi. Má con nhẹ tay lắm. Hương. Trời. Trời ơi. Trời ơi, con gái. Con nói má con nhẹ tay lắm. Trời ơi. Trời sao bà đánh con gan ông nổi này. Trời ơi Hường ơi, nó không bị trúng thật đâu. Nó có bầu. Anh Tư, anh mới nói cái gì đó anh Tư? Con gái tôi nuôi 18 năm trời, tôi dạy dỗ nó thế nào hả anh Tư? Anh Tư, come on baby. Hường bình tĩnh đi Hường. Hồi nãy anh mới nói gì tôi không nghe rõ. Thì... tóc che hết rồi, không nghe, nói lại. Thì có chuyện gì Hường cũng bình tĩnh đi. Ý là con lành nó có bầu. Nó sợ Hường buồn nên nó không có dám nói. Lành, con bước qua đây cho má biểu. Chú Tư. Dạ. Má nuôi dạy con sao hả Lành? Má cho con ăn học đàng hoàng mà Lành. Từ ngày ba mày mất tới giờ á, một mình má gồng gánh nuôi mày. Mày làm như vậy là mày hơn má đó mày biết không? Rồi cái gì vậy Hường? Tôi rối quá tôi quên. Bây giờ mày bước ở đây. Dạ. Mày nói cho má nghe, tác giả bào thai của mày là ai? Dạ má. Nói. Dạ con. Nói. Dạ chú Tư.
Hương, Hương, Hương bình tĩnh đi Hương. Anh Tư, anh hốt tôi không được. Không, không. Anh hốt con gái tôi hả anh Tư? Hả, không, không có. Hương, Hương, Hương nghe tôi nói nè. Nó phải đồng ý thì tôi mới dám chứ. Hương. Không phải. Chú tôi kêu con sao con làm y chang vậy á? Tư ơi, tôi nó sao phải làm vậy kìa anh Tư. Nhưng mà Hương, nhưng mà nó tự nguyện mà. Con làm theo lời chú Tư thôi à. Trời ơi, nó nghe lời chú Tư. Má ơi, Hương. Má sao vậy? Má. Hương. Má. Mở trong máu lên mệt. Thôi Hương bình tĩnh đi. Thật ra nó có bầu giả thôi à. Tại nó không có muốn đi Mỹ nên nó giả bộ nó có bầu. Con... cái quân cái phường nào dạy con nói dối má vậy hả Lành? Anh Tư, sao cái nhà tôi mọi chuyện rắc rối dính cho anh sẽ vậy anh Tư? Thì chú Tư, con thấy cách này không ổn rồi đó. Làm cách khác đi. Làm gì vậy? Không biết, bây giờ nghĩ đi, suy nghĩ, nói gì khác đi. Nói hả? Nói đi. Hường, Hường biết đó. Tôi thì ế. Khỏi khoe. Hường á thì còn có chồng. Không cần bia. Thì tôi muốn nói với Hường á là anh nói gì tôi không nghe. Lại đi. Anh yêu em. Người nói yêu anh đi. Vô tôi nấu cơm. Ủa rồi, rồi Hường có đi không? Ủa đi đâu? Đi Mỹ. Tôi nói tôi đi Mỹ nào? Sao? Sao nó... nó Hường đi Mỹ? Chú Tư ơi, chẳng qua là cái này là má con với con bày ra để mà dụ chú Tư nói ra là chú Tư yêu má con thôi. Tại con thấy chú Tư thương má con lâu lắm rồi mà không dám nói mắc cỡ nè. Cho nên con bày ra thấy chiêu con hay không? Chiêu con bao giờ cũng hữu dụng ấy. Trời ơi, từng tuổi này mà còn bị gái gạt nè trời. Con yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ. Xin được cảm ơn Divo và xin mời giám khảo Việt Hương. Hôm nay rất là từ bất ngờ này đến bất ngờ khác với Việt Hương. Cũng lại là một cái kịch bản ý tứ cũ nhưng mà các bạn làm rất là mới mẻ. Các bạn đưa một cái tình yêu nó dễ thương. Lúc mà Bibi Trần bước ra đó chị hơi khó chịu với cái hành động mà đóng vai già là cứ phải chắp tay đằng sau giống như em á. Khi em tới cái ghế thì em mới bỏ cái tay ra. Nhưng mà bắt đầu em vô vai em diễn á, em từ đạo mạo và em chở ra anh đẹp. Nó khác hẳn với nhau. Riêng em nếu về chấm về kỹ thuật cá nhân chị cho em 10 điểm. Em khác hẳn với cái Bibi Trần mọi lần. Chị thích em vai nào phải ra vai đó. Mà hôm nay em làm rất là ra một người đàn ông đạo mạo. Chị chịu với vai diễn của em. Băng Di thì hôm nay em hợp lý là dẫn dắt. Còn cái sườn vẫn là hai người này. Chỉ có ba diễn viên thôi mà các bạn đã làm cho khán giả ở đây cũng như là cá nhân tôi rất là thích. Nó vừa có hài mà nó vừa có một vài giây phút lắng động xuống. Tôi nhìn chung thì Việt Hương thì khen nhưng mà tôi thấy ba người này là đều tốt hết. Tôi rất là thích và yêu các bạn. Kim Anh cũng giống như là anh Tài vậy, thấy kịch bản ngắn gọn nhưng mà xúc tích và rất là dễ thương. Đúng với tiêu chí làng hài mở hội. Xin chúc mừng Divo, các bạn đã nhận được những lời ngợi khen từ phía giám khảo. Tuy nhiên, dẫn theo luật của làng hài chúng tôi, các bạn phải đón nhận tiếp tình huống phía giám khảo đưa ra. Xin mời nghệ sĩ Việt Hương. Bây giờ tôi chỉ yêu cầu các bạn diễn lại cái phần ao á, trước lúc mà bạn nói với lại bạn nữ là anh yêu em. Và bây giờ các bạn sẽ bắt đầu lại từ phần đó và chuẩn bị tiếp nhận những bất ngờ trong tiểu phẩm của mình. Xin mời các bạn. Mẹ con nói kìa, giờ nói lại đi giúp con đi, đi. Anh yêu em. Người nói yêu anh đi, người nói. Mỗi ngày em qua bên này
sao nó hát đối đáp với tôi. Tôi từ bên bến lỡ mà tôi chèo đò qua bến bồi, tôi qua đây tôi thấy anh nhảy như con dòi với con mập kia. Anh cũng yêu tôi mà, tại sao anh phủ phàng vậy anh Tư? Hương ơi, cái gì? Em hiểu lầm rồi. Hiểu lầm gì hả? Tôi thấy hai người rõ ràng. Hai người làm gì? Thật ra thì không phải như em nghĩ đâu. Thật ra thì anh... Nghĩ cái gì? Anh đem hoa qua anh tặng tôi mà. Không có. Cái hôm đó là nhà anh có đám giỗ, anh dư bông nhiều quá, để qua ngày mai nó cũng thúi à. Nên anh đem hoa anh tặng cho em bó dạng thọ á. Ủa? Vậy là bữa anh cũng tặng bông cho tôi á hả? Tặng bó dạng thọ đó hả chị? Đúng rồi. Tại vì tôi thấy ai mà gái ở giá thì tôi tặng hết à. Cái gì vậy? Trời đất ơi, tôi khác bả mà, tôi khác một trời một vực mà. Bên kia là thịt kho hột vịt mà, bên đây sườn nước ướp tỏi thơm lừng như thế này. Bà bông dạng thọ làm như chương trình khuyến mãi em tặng ngượng bó. Tại vì để nó cũng thúi mà em. Ê, tôi có nhiều với anh. Bây giờ anh chọn đi. Anh chọn từ bà rồi, anh chọn sườn nước, cơm tấm, bì chả, có tặng thêm hai trứng. Sao bên đây khuyến mãi nhiều quá vậy? Bây giờ anh chọn đi, không có nói nhiều. Hương. Lẹ đi, tôi chèo đồ tôi về bỏ tí xa. Hương hay Hương? Hương. Trời ơi, loạn não luôn. Chết rồi, loạn não rồi. Hương. Cái gì? Tuy là bên em đặc sản nhiều thiệt, nhưng mà anh vẫn thích ăn ba rồi Hương à. Hương. Trời ơi, ba chảnh chẹ lên liền. Tại sao? Tại vì bên đây có lời thêm đứa con nữa Hương. Em hai đứa lận anh. Yeah. Em hai đứa lận. Con trai con gái đầy đủ luôn, con Tài với con Kim Anh. Trời ơi. Đó nếp tẻ đầy đủ bên em nhiều hơn. Lên đây hai con, lên đây hai con. Trời ơi. Trời ơi. Bên em có hai con luôn đó. Trời ơi, thằng trai. Thằng trai thấy cưng không? Đó, nhảy chân sáo cho ba vui đi con, nhảy chân sáo đi. Đó, hai đứa con em vậy. Trời ơi. Dạ, chủ chính nè con mẹ. Trời, con của Hương bự vậy đó hả? Dạ, em hai đứa luôn. Mà Hương ơi, bên đây một đứa tôi lo còn không nổi, làm sao lo được cho hai đứa? Vậy là sao? Anh quyết định chọn Hương, tại vì anh có tình cảm thiệt với Hương. Còn với tôi? Chỉ là giả vờ yêu thôi. Dạ, thôi được rồi. Lên sườn tụi con. Mẹ. Về. Về. Sao Hương? Anh Tư. Em yêu anh. Trời ơi, bà nói rồi chị. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, cảm ơn chị. Trời vô đây giải thích cho hai đứa nhỏ. Trời ơi, má má vậy chứ chính chuyện lắm con. Cơm sườn bị chả mà đâu có cho khuyến mãi được. Giúp anh Tư thôi. À, để cho ba rồi nói câu em yêu anh. À, để chúc mừng nha. Là cái chiêu của mẹ con bài ra để mà dụ chú Tư nói được ba chữ anh yêu em đó. Ủa vậy là gạt qua gạt lại vậy đó hả chị? Vậy là bên kia cũng tình yêu thiệt hả? Trời ơi, tí ghê mà hốt hụi đi cha. Đi đi đây con. Dạ. Gạt lại thì làm chứ phải đẩy cho đồng bọn có lời chứ đây nè. Đó được không? Trời đất ơi. Ôm hôn cái coi. Trời ơi. Đám cưới luôn. Gia viên là làm hai đám cưới luôn. Và chúng ta chúc mừng Divo với phần trợ diễn của nghệ sĩ Việt Ương, nghệ sĩ Chí Tài và ca sĩ diễn viên Nhật Kim Anh. Các bạn cũng đã hoàn tất tình huống của mình. Các bạn rất là nhạy bén, các bạn rất là thông minh để các bạn xử qua xử lại liền luôn. Và một lần nữa hôm nay ba bạn quá xuất sắc. Không còn việc gì để nói, tôi nghĩ là đừng nên hỏi gì nữa. Hãy kêu tôi cho điểm. 10 điểm. Cái gì nghệ sĩ Chí Tài. Bằng gì kìa? Có bằng gì ở tại đây á? Nó mê giọt nước á. Có bằng gì? Số điểm của ca sĩ diễn viên Nhật Kim Anh sẽ được giữ lại. Và bây giờ sẽ là phần trao điểm của 100 vị khán giả tại làng hài chúng ta đêm nay. Xin mời. Và điểm số của khán giả dành cho đội Divo trong đêm nay đêm lội ngược vòng là 9,7 điểm. Xin được chúc mừng đội Divo. Xin chào tất cả các bạn. Vừa rồi thì Divo cũng đã hoàn thành xong tiết mục lội ngược dòng của mình rồi. Và nếu các bạn yêu thích đội Divo thì hãy nhắn tin bình chọn cho Divo với cú pháp LHMH khoảng cách 02 gửi 8231 nhé. Hãy cùng bình chọn cho Divo và tất cả các đội còn lại nha. Yeah. Ta chín. Thôi đủ rồi ba. Nhạc tôi dấp hoài vậy, nhìn giờ biết tôi là ma Dracula rồi. Trời
Sơn, cô Sơn, cô Sơn. Cô Sơn. Đây là cái quái gì vậy? Quái. Quái. Xả đó, trừ điểm đó. Trừ điểm, trừ điểm. Ngày hôm nay là buổi họp ma của chúng ta, tập trung tất cả các loài ma ở đây để mà chia cái báu vật này. Ta ma Yakula. Còn ta, ta chính là ma tốc độ. À, cái tóc mới độ đây hả? À, mới độ sao hả? Ta chính là ma. Ma tập tạ. Không phải, ta là ma thuật. Ta có thể điều khiển và hít tất cả các thứ bằng kim loại. Ủa vậy cầm tung tạ chi vậy ông nội? Nãy đi ngang chỗ tập tạ tự nhiên hít vô và vũ hoài không ra nè. Cầm nãy giờ mỏi lắm hả? Mỏi lắm luôn á. Thì giờ xả năng lực ra đi. Ờ hả? Xin trân trọng giới thiệu, ta, ta chính là ma chó. Đúng rồi, sao sao biết hay vậy? Tôi là ma chó. Tao chửi mày, tao chửi thẳng vô mặt mày đó. Mày làm chó, tao kìa. Là đủ hết các loại ma nhưng thằng này làm nào? Em tự khai được, em tự khai được. Em không phải là con ma gì hết á. Em là em trai của con ma sát ướp. Mày là em trai của ma sát ướp hả? Dạ dạ. Con anh mày đâu? Vậy sao mày ăn bận vậy? À, em té lầu 7 xuống, băng bột. Còn ma sát ướp đâu? Dạ lầu 9 xuống nhập viện rồi. Thôi được rồi. Nói chung đủ mặt hết loại ma rồi. Ngày hôm nay em ta sẽ tụ họp lại đây để mà chia chác cái báu vật này. Công của ta là đã tìm thấy cái báu vật này. Phần của ta là 9 phần, các bạn 1 phần, thấy sao? Cái này là tôi là phải nhiều phần nhất. Chỉnh ra. Tôi là phải 9 phần, các bạn phải 1 phần. Tại sao? Tôi là tôi, cái công tôi nhiều nhất. Công bạn làm gì nhiều nhất? Tôi đã dùng hết cái ma thuật của tôi để di chuyển cả cái nóc nhà biệt thự ra biển Vũng Tàu. Nguyên cái thân biệt thự tôi đẩy xuống Cà Mau. Wow. Tôi chừa duy nhất cái hộp kho báu ở lại đó cho các bạn xong giờ các bạn lấy. Tôi là cái lông công lớn nhất ở đây. Sao ông nội ở không với ông nội? Ông nội chuyển chi nóc nhà ở chỗ này, chuyển cái nhà đi chỗ khác, sao không chuyển thẳng cái hộp này về đây luôn đi vậy? Tôi chưa nghĩ tới chuyện đó luôn các bạn ơi. Bởi vậy bạn, bởi vậy tôi 9 phần, mấy bạn 1 phần. Ê! Cái gì nữa vậy? Các bạn quên tôi rồi. Ma cà tưng phải không? Bậy rồi. Chứ gì? Ma mặt ngu. Ma mặt ngu sao nhảy cà tưng vô đây? Bị chật cái giò. Rồi vô đây chia chát cái gì? Ông công cán gì ở đây? Thế tập trung đông quá tới coi vui gì thôi à. Rồi đứng đó coi đi. Bình thường mặt ngu quá tới coi cho thông minh. Còn ta nữa. Ai vậy? À, ma búp bê. Ma hợp nhạc hả ta? Ma tàn hình. À, công cán gì? Ta cũng có câu nữa. Bởi vì ta sẽ sử dụng phép tàn hình của ta đánh lạc hướng mọi người, cho nên các người mới có thời gian lấy báu vật. Báu vật này phải là của ta. Sử dụng năng lực tàn hình mà đánh lạc hướng người ta hả? Bởi vậy nói chuyện tào lao. Ổng đâu rồi? Ổng đâu? Đứng đầu vậy ta. Đâu rồi? Ủa vậy? Đình. Đây 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 đây. Mày. Sao mấy bạn tàn nhẫn quá vậy? Mấy bạn nhìn đi. Người ta là con ma mà. Tôi nói các bạn nghe nè. Chúng ta là ma. Đối xử với nhau hãy có tình người một chút đi. Cái gì mà đánh người ta dữ vậy? Bạn có sao không? Mày khóc, nhiễu nước mũi vô mặt tao kìa. Bây giờ tôi đưa bạn đi bệnh viện nha. Này nó thân thiết với mày. Ma tặng hình ăn chi mập như con heo. Đúng ma mặt ngu luôn, ở không thì vô vớt ma tặng hình. Thôi giờ quyết định vậy đi. Che tôi 9 phần các bạn 1 phần. Bậy rồi. Tại sao? Mày muốn gì? Anh à? Tôi cũng cái có gì? Phần trong đây mà. Mày có phần gì? Không chia chác gì hết. Tao nói thẳng bây giờ, sức mạnh của tên nào khỏe nhất thì chắc chắn hộp cô báo này sẽ thuộc về nó. Anh tôi cũng có công ở trong cuộc này mà. Thì giờ sao? Tôi phải gọi điện thoại cho anh tôi chứ. Thì gọi đi.
làm vậy sao được. Alo, anh hả? Hả? Rồi, dạ, dạ. Anh cậu nói sao? Anh tôi không nói. Chứ ai nói? Bác sĩ. Nghe từ lầu chính hả? À, tôi biết bác sĩ nói gì rồi. Nói gì? Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Sai rồi. Chứ sao? Chôn hay thiêu thì tùy gia đình. Cuối cùng cậu biết sao? Tôi vẫn tiếp tục ướp anh tôi tiếp chứ sao? Tại sao vậy? Ổng là xác ướp mà má. Trời ơi, khổ quá thôi bây giờ vậy. Bây giờ tôi chính phần các bạn một phần. Vậy trời ơi, tao nói rồi, sức mạnh nào là mạnh nhất thì không ai là của người đó. Hãy xem đây. Bậy rồi. Bậy rồi nha. Trở về vị trí cũ đi nào. Đừng có thấy hỗn độn rồi tính tẩu thoát hả? Thôi bây giờ ăn đồng chia đủ đi. Giờ có gì mà chia, khui ra chia đủ hết. Rồi, mấy đem tiệm cầm đồ cầm. Quyết định vậy đi. Mệt ghê á. Dừng tay lại. Xin giới thiệu với mấy bạn, tôi là Marathon. Có dính dáng gì tới cái báu vật này? Nếu mà nói về công cán thì công của tôi là lớn nhất. Tôi nói cho mấy bạn biết, mấy bạn không được khui cái hộp này ra. Tại sao? Tại vì tôi đã phát hiện, nếu như mà các bạn khui cái hộp này ra, nó sẽ xuất hiện một con ma mới. Mà cái con ma mới này, nếu như nó ra, nó sẽ làm ảnh hưởng tới sức mạnh và cuộc sống của các bạn. Tin tôi đi. Tào lao. Tào. Thôi khui ra chia. Thôi bây giờ khui ra chia đi. Đừng. Xin giới thiệu với các bạn, đây là bánh xe tốc hành vô cùng di diệu. Nó được làm từ 100% cao su nguyên chất, không có chất độc hại, không gây ô nhiễm môi trường, an toàn khi sử dụng. Xin hãy mua bánh xe hiệu anh em. Yeah. Mua đi bà con ơi, mua đi bà con ơi. Kính thưa quý vị, bánh xe anh em được thiết kế từ 100% cao su thiên nhiên, nên cái lực hút cỡ nào tôi cũng không thể nào hít được nó. Hàm răng sắc bén của tôi không thể nào làm nó lủng được. Bánh xe anh em là loại ma sát. Loại ma sát này có thể sát hại những con ma khác. Cái tốc độ tôi cũng nào thôi sánh lần bánh xe ma sát này. Bánh xe anh em, tôi không thể nào đánh dấu lãnh thổ nó, tại nó chạy quá nhanh. Bánh xe anh em, tất cả chỉ có thể là bánh xe anh em. Có nghĩa năm vòng trước thì cái đội này là một trong những đội đáng gờm đó má Giàu. Có nghĩa là đội này là cái đội anh em mà đúng thiệt như là cái tên hiệu của họ, đoàn kết chặt chẽ và không có rời rạc như ngày hôm nay. Hôm nay sau năm vòng, hình như các bạn muốn tôi chào đón các bạn vào vòng nguy hiểm hay sao á. Hoàn toàn rời rạc, không còn là anh em nữa, hoàn toàn thất vọng. Giải thích cho chị nghe hôm nay tại sao tụi em lại làm nghĩ ra cái này à? Dạ, tại này em nghĩ làm cái chủ đề tự do, nên em nghĩ là làm cái mẫu quảng cáo rồi đưa lên những con ma, rồi đưa lên bánh xe hiệu ma sát, nó sẽ sát những con ma này. Đối với riêng tôi thì tôi cảm thấy là hài nó rất là khó. Mà các bạn ra đông như thế này, mà ma thì từ hồi nãy giờ mấy con ma không có làm cái gì để cho cái dưới này cười được hết á. Con ma giờ thật sự không có làm gì cười được. Các bạn luôn luôn là những cái đội mà tôi nghĩ là cảm phải tôi mà khán giả cũng mê các bạn lắm. Thì dĩ nhiên mà trong sự kỳ vọng á, không hay hơn thì làm ơn đường tệ. Chỉ vì một cái từ ma sát của bánh xe là để sát con ma mà các bạn tạo ra một cái kịch bản vậy thì thật sự là vớ vẩn. Giá như mà với cái ngoại hình này, với cái tạo hình này, ai cũng vui hết, mà đây tuyên ra mà tôi cười vì cái mặt dễ thương đang này nọ. Mà tôi nghĩ là nếu như các bạn làm cho những nhân vật này mỗi người một tính cách, mỗi bạn ra tranh giành rất là ghê gớm. Lúc đầu ai cũng nghĩ mình là anh em hết, nhưng vì cái báu vật này, tất cả những con ma này dùng cái siêu năng lực của mình đánh những cái người kia để giành, thì mở ra lại xuất hiện thêm một con ma khác, và con ma đó thống trị hết nguyên đám ma này. Nó sẽ ra cái một cái kịch bản nó có nội dung.
Và bây giờ chúng tôi chờ đợi phần cho điểm số từ giám khảo Việt Hương. 8 điểm rưỡi. Số điểm của giám khảo Trấn Thành sẽ là 8 điểm. Số điểm của vị giám khảo khách mời ngày hôm nay, nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dào, sẽ được giữ cho đến cuối của chương trình. Còn bây giờ là phần cho điểm của 100 khán giả tại làng hài của chúng ta ngày hôm nay. Xin mời. Và điểm số của 100 khán giả tại làng hài dành cho đội anh em ngày hôm nay là 7,9 điểm. Xin cảm ơn đội anh em. Kính thưa quý vị khán giả, lần này nhóm anh em của chúng tôi sẽ hóa thân thành những loài ma. Ủa dạ. Ê, còn tôi hả? Quên tôi hả? Ma mặt ngu. Chúng ta đủ các loại ma. Nếu quý vị khán giả yêu thích đội anh em của chúng tôi thì hãy bầu chọn bằng cách soạn tin nhắn LHMH khoảng trắng 04 gửi 8, 2, 3, 4. Anh em. Yeah.